Đào tạo phát triển luôn là một vấn đề quan trọng đối với các công ty doanh nghiệp hiện nay, nhất là khi có sự ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề phát triển con người và phát triển nền tảng của mỗi công ty doanh nghiệp. Và với chức năng đào tạo phát triển của phần mềm quản trị nhân sự 36 năm, thì chức năng này sẽ giúp cho các công ty doanh nghiệp xây dựng rõ hơn về vị trí công việc và quy trình đào tạo. Với vị trí công việc thì đây sẽ là nội dung thể hiện rõ sự thăng tiến tới vị trí đó ở từng phòng ban khác nhau. Và với việc nêu rõ mô tả công việc, yêu cầu công việc và lộ trình thăng tiến, những nhân viên có thể phấn đấu để phát triển tới một vị trí cao hơn trong công ty. Các bước để tiến hành thêm nội dung, dữ liệu cho vị trí công việc sẽ được thực hiện như sau. Chọn mục đào tạo phát triển, click vào vị trí công việc được hiển thị ngay đầu tiên. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện của vị trí công việc. Lựa chọn thêm mới để tiến hành thêm dữ liệu cho vị trí công việc được cập nhật. Biểu mẫu điền thông tin sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Bạn cần tiến hành điền đầy đủ nội dung thông tin trong biểu mẫu để việc thêm mới vị trí công việc được thành công. Đối với phần mô tả ngắn thì bạn cần nêu ngắn gọn về vị trí công việc đó. Ví dụ với vị trí trưởng phòng kỹ thuật thì có thể viết mô tả như sau: quản lý điều hành và chịu trách nhiệm tất cả các công việc liên quan tới kỹ thuật trong công ty. Phần yêu cầu công việc cần ghi rõ vị trí công việc này phải làm gì, mức độ hoàn thành công việc ra sao. Ví dụ, hỗ trợ các thành viên trong phòng hoàn thành tốt các công việc được giao, rèn luyện tư duy quản lý, lãnh đạo, nhưng có trách nhiệm trong công việc. Pha lộ trình thăng tiến sẽ là nội dung do công ty xây dựng để nhân viên nắm bắt được mình cần phát triển bản thân như thế nào để đạt được vị trí công việc mong muốn. Đây là phần không bắt buộc, trong trường hợp công ty chưa xây dựng nội dung này thì có thể bỏ qua. Cuối cùng, lựa chọn thêm để tiến hành việc thêm vị trí công việc thành công. Để thực hiện thêm các vị trí khác thì bạn chỉ cần thực hiện lại các thao tác bên trên là hoàn thiện dữ liệu về vị trí công việc trong công ty mình.